Rồi, hello anh em nha, hôm nay lại về cho anh em một con xì bo phong cách 2000 xám xi măng nha anh em. Xe này lúc trước lên cho người ta là nhiều đồ dinh nha anh em, xe này rất là nhiều đồ dinh nha. Làm cho người ta là 40 mấy, giờ khách quay đầu. Nên là có giá tốt cho anh em chơi là 30 mấy cũ thôi nha. 39 cũ là có chiếc xe như clip nha anh em. Xe như thế nào giới thiệu cho anh em nha. 0933 955 401 của số điện thoại mình nha. Huy Sport. Giá Z này thì 59 cũ nha anh em, 59 cũ. Xe đang roda mới dọn mới xong nha anh em. Dựng hình full mới xe giáp xây dựng hình nha. Mấy chiếc xe này xe giáp xây dựng hình anh em đừng có hỏi mình là bao sân tên là bao chạy tỉnh này tỉnh kia ra đây. Nha anh em. Chỉ bao là không tranh chấp trộm cắp đâu thôi nha. Rồi xe full 120 này lòng dên tạ lửa 120 này xe này còn mới cáo anh em ơi. Nguyên cái lòng 120 số nổi cộng lên nữa không? IC lửa 120 thì có IC. IC thì đi IC D11. Đó, cục IC nằm đây nha anh em. Nè. IC D11 là IC zin nha, không có IC lôi anh em. Nhìn Tân Lan. Đó. Bo là bo zin nè, riêng cái bo này không, thời điểm này là bốn cụ máy rồi nha anh em. Này bo zin là mối hàng người ta chạy máy rất là đẹp nha anh em. Chứ không phải là hàng thủ công đâu nha. Đó, bo zin. Mối hàng có đẹp nó dày ngay cái bánh bo này nó rất là đẹp nha. Chẳng ba cây B, trước một sao cây B này chẳng ba zin, đúng zin cây B nha. Chứ không phải hàng giả zin đâu nha anh em. Đó, đúng zin cây B. Theo loại tốt, cục trước cây B có hai mắt này đó, thấy hai mắt chưa? Vỏ FKR nè, vỏ FKR zin nè. Mâm niềng Tân Lan nè, cam nấu nè nha anh em. Cam Minh Đô có nấu là cam zin nha, cam trước có nấu, cam sau không có nấu nha. Rồi niềng Tân Lan đó, lóc giữa thì nó còn sạch sẽ khô ráo nè, không có tiền mới nhớ rồi nha anh em. Bình xăng Indo rất ít cái nổ lâm tân nè, Mekuniko nè, sau cây B trước sau là zin, đúng zin cây B nha. Sao đúng cây B chúng ta thuộc giá zin rồi nhắc các em đâu nha anh em. Áo áo lộ 1 xám xi măng. Anh em không thích màu này đổi màu đỏ cho anh em bình thường nha anh em. Áo lộ 1 nên nó kích sau này không có hở nha. Rồi. Bo zin. Dây điện bên trong là dây điện zin luôn nha anh em. Ở bên trong nằm bên trong rồi dàn dây điện zin. Rồi IC D11. Full 120 lòng zin tại lửa 120 mấy 120 nó giá trị mấy 110 rất là nhiều nha anh em. Cách sau một khoảng tiền nha. Thôi 39 củ năm nha, không có ba cái nút đề bằng vàng tím tím ở đây nha anh em. Nè, cùng chì bo nè. Xe người ta chạy mới có 800 mấy cây. Vừa hết roda luôn, về khỏi cần roda nữa, về là bao hết giá số rồi nha anh em, không cần roda nữa. Rồi, chào anh em. Yên này yên cũng loại tốt luôn nha anh em. Đèn lái sau là zin nè. Đó, ok rồi các bạn ơi. 39 cũ. Xe kia 59 cũ nha. 0933 955 401 cửa bay này.